Hồng Đào Cổ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh S Garden. Ở trước mắt quý vị và các bạn là những cây hồng đào cổ, hiện nay thì nó đang chi chít lại nụ và bắt đầu nở hoa. Đây, mời các anh chị và các bạn ngắm những cây hồng đào cổ rất là nhiều nụ và sai hoa nhé. Và đặc biệt là những cái cây này thì nó nở hoa vào đúng dịp Tết, nên là trong vườn của mình rất là nhiều hoa bắt đầu chuẩn bị nở rộ đây để đón xuân. Đấy, cây hoa hồng đào cổ này có rất là nhiều nụ và hoa, thì một số anh chị và các bạn sau khi mà xem những cái video của mình thì có hỏi là làm thế nào để cây hoa hồng nói chung và các loại hồng cổ nói riêng ra nhiều nụ và hoa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ phần nào về cái câu hỏi, những cái giải đáp về thắc mắc của các anh chị và các bạn. Thứ nhất là về đất thì chúng ta phải trồng cây hoa ra đất đủ, có đủ lượng đất. Nếu mà nhà các anh chị và các bạn có vườn thì chúng ta nên trồng cây ra vườn để đảm bảo nó đủ đất làm cho cây phát triển tốt. Nếu các bạn mà trồng ở chậu thì chậu cũng phải tương đối lớn để cây có thể phát triển nhanh, tránh bị còi cọc. Phần thứ hai đó là về ánh sáng và nhiệt độ, thì hoa hồng thích hợp với điều kiện ánh sáng. Vì vậy các bạn phải trồng ở nơi quang đãng để cây có thể đón nhận được nhiều ánh sáng, từ đó làm cho cây phát triển tốt. Nhiệt độ thì hoa hồng thích hợp vào điều kiện nhiệt độ trên dưới 20 độ C, tức là vào thời điểm mùa đông thì hoa hồng phát triển rất là tốt. Mùa hè nắng nóng thì chúng ta cũng phải giảm cường độ chiếu sáng bằng cách là che lưới đen. Nếu mà trời nắng quá tầm khoảng 40 độ C thì chúng ta nên che để cây có thể đảm bảo cho cây đỡ bị cháy xém. Điều thứ ba nữa là về chế độ phân bón, thì chất giá thể hoa hồng phải đảm bảo tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và thoát nước tốt. Điều này rất là quan trọng để cho cây hồng có thể phát triển một cách xanh tốt, chống bị úng gây ra thối gốc rễ của cây. Một điều thứ tư nữa là phải phòng trừ sâu bệnh. Các bạn phải đặc biệt chú ý phòng trừ các loại bệnh trên hoa hồng để đảm bảo cây có thể phát triển một cách bình thường. Các loại bệnh thường gặp ở trên hoa hồng đó là bệnh bọ trĩ, bệnh nhện đỏ, bệnh nấm làm cho đốm láng hoặc là thối thân, và bệnh phấn trắng. Vào mùa đông thì sương muối rất là nhiều. Vì vậy chúng ta có thể phun các loại chống thối hoa, làm rụng hoa, hoa không nở được. Chúng ta cần phun cái loại sun phát đồng để chống sương, làm thối hoa và nụ. Về cắt tỉa thì sau mỗi đợt hoa tàn chúng ta phải cắt tỉa toàn bộ những cái bông hoa tàn, từ đó làm cho cây nó bật lộc ra. Đồng thời chúng ta phải kích mầm, dùng có thể phân bón đầu trâu 7701 để chúng ta kích mầm cho cây nó nhiều mầm, từ đó nó sẽ nhiều nụ và hoa nhiều, sai hoa. Và chúng ta cần lưu ý một điều nữa, đó là bộ rễ của cây phải đảm bảo phát triển khỏe mạnh để cây có thể hút chất dinh dưỡng. Chúng ta cần bổ sung thêm các loại kích rễ cho cây hoa hồng để cây
có bộ rễ khỏe mạnh, từ đó cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Rồi nếu mà các anh chị và các bạn mà chưa thực hiện được 5 cái bước mình đã nêu trên thì các anh chị và các bạn thực hiện ngay nhé. Mình đảm bảo là nếu mà các bạn mà thực hiện đầy đủ các bước trên thì cây hồng của các bạn sẽ phát triển nhanh tốt và rất là nhiều nụ sai hoa. Nếu các anh chị và các bạn đang xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút chuông báo, nút đăng ký sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh, đồng thời ủng hộ kênh. Đây, mời anh chị và các bạn ngắm lại cái cây hoa hồng được trồng ra đất của mình. Hiện tại thì nụ rất là nhiều, bắt đầu nở hoa và đặc biệt là nở hoa vào đúng dịp Tết. Ra ngắm vườn rất là thích, những bông hoa bắt đầu nở rộ trong vườn. Vâng, rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của mình, đã xem video và video của mình đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.